tu sĩ nam nữ đã chuẩn bị và sắp xếp cho chúng con một thánh lễ trang nghiêm xuất sắc. Chúng con xin chân thành tri ân. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ban hội đồng mục vụ giáo sư Bùi Môn, các vị đã vì tình liên đới và đã sắp xếp cho chúng tôi có cuộc rước và một thánh lễ rất trọng thể. Chúng tôi xin được chân thành biết ơn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban hội đồng mục vụ giáo sư Hoàng Xá tại quê nhà, các vị đã bớt chút thời gian từ ngoài Bắc vào tới đây để cùng chung chia niềm vui với chúng tôi trong ngày trọng đại này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thân nhân, ân nhân, quý khách, quý đồng hương liên, quý sứ họ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã về hiệp dân, đã về đây cùng với quý cha hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị, trọng kính quý cha và cộng đoàn. Năm nay là quý nhiệm kỳ của anh em chúng con, sang năm tiếp theo sẽ là ban đại diện mới. Chắc chắn rằng trong những năm qua, chúng con không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý cha và cộng đoàn bỏ qua cho chúng con. Và sau thánh lễ, chúng con xin mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn trở về hội trường giáo sư.
chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.